Quý vị đang xem chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình tiếp nối với phần điểm tin trên các báo. Trước hết là thông tin trên báo Tuổi Trẻ về việc chuyến bay chở 287 bà con sơ tán từ Ukraine đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, được trở về quê hương, nhiều người bày tỏ phấn khởi và gửi lời cảm ơn cộng đồng người Việt ở Ukraine, hội người Việt ở Odessa, cũng như là nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã hỗ trợ giúp đỡ rất nhiều trong quá trình đi lánh nạn. Báo Tuổi Trẻ cho biết, chuyến bay đón công dân Việt Nam tại Ukraine cất cánh vào ngày 7 tháng 3 từ sân bay quốc tế Henry Konda ở thủ đô Bucharest của Romania. Để chuyến bay được cất cánh đúng thời gian, toàn bộ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam đã hỗ trợ triển khai ngay mọi thủ tục cần thiết, cũng như kiểm kê số bà con được chấp thuận về nước trong chuyến bay. Sau chuyến bay đầu tiên, dự kiến sẽ còn một chuyến bay nữa cũng từ Bucharest, Romania vào ngày 10 tháng 3 tới. Thưa quý vị, sau giai đoạn chật vật gồng lỗ, nhiều doanh nghiệp vận tải đã buộc phải điều chỉnh cước phí trước áp lực quá lớn của giá xăng dầu. Thế nhưng đà tăng vẫn chưa dừng ở đó. Ở kỳ điều chỉnh tới sau 3 ngày nữa, giá xăng dầu dự báo sẽ tiếp tục lập đỉnh. Thông tin được báo Thanh Niên đăng tải. Trước mức tăng như vũ bão của giá dầu thế giới, báo Thanh Niên cho biết tại phiên điều chỉnh giá xăng dầu trong nước kỳ tới ngày 11 tháng 3, giá xăng dầu Việt Nam được dự báo sẽ thiết lập kỷ lục mới, có thể tăng đến 1.500 đồng một lít. Để không bị tăng sốc, chắc chắn liên bộ phải xả quỹ, cho dù quỹ bình ổn giá xăng dầu đang âm. Nếu xả quỹ giảm chi trích lập, giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh ngày 11 tháng 3 sẽ tăng khoảng 500 đồng một lít. Giảm nhiệt thị trường kit test là tiêu đề bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo nội dung của bài viết thì trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gần đây nhiều người đã tìm mua các loại kit test COVID-19 để sử dụng, khiến thị trường mặt hàng này trở nên hỗn loạn. Trước tình trạng này, các cơ quan chức năng đã vào cuộc, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, qua đó thị trường dần ổn định. Ghi nhận tại các hệ thống nhà thuốc lớn, báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, giá kit test nhanh hiện dao động từ 85.000 đồng đến 110.000 đồng một bộ. Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị sản xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, kit test COVID-19, yêu cầu khẩn trương chuẩn bị kế hoạch và phương án đảm bảo nguồn cung trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng sản phẩm, đồng thời chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu để phục vụ sản xuất, nguồn hàng nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt đối với kit test xét nghiệm COVID-19. Các nhà phân phối, bán lẻ thực hiện niêm yết giá, không gom hàng và tăng giá, không bán cho các đơn vị thu mua đầu cơ để tăng giá khi nhu cầu trong nước đang tăng cao, gây khan hiếm thị trường. Các chuyên gia y tế đều nhận định hiện nay số mắc tại cộng đồng cao, thống kê chỉ mang tính tương đối khó chính xác, vì thông báo số nhiễm hàng ngày bởi vậy không còn nhiều giá trị như giai đoạn trước. Trao đổi với Vietnamnet, nhiều chuyên gia y tế cho rằng tạm dừng việc thông báo số nhiễm SARS-CoV-2 hàng ngày là đề xuất hợp lý. Bởi hiện nay dịch đã lây lan mạnh trong cộng đồng, rất nhiều người dương tính SARS-CoV-2 nhưng không khai báo hoặc không thể khai báo, chưa kể đến những trường hợp không biết bản thân là F0 hay F1. Mặc dù Bộ Y tế đề xuất dừng công bố hàng ngày không có nghĩa là bỏ hẳn việc thống kê ca bệnh, thực tế ngành y tế vẫn theo dõi trên hệ thống lấy những thông tin đó để đánh giá về mặt chuyên môn, dịch tễ học, dự báo, từ đó đưa ra các biện pháp phòng chống dịch.